Chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay thì chắc là nhiều bạn ở bên bản tiếng Đài hoặc là bản tiếng Anh thì đã lấy được cái skin của con Mega Skizor rồi. Còn ở bản tiếng Trung của mình thì mình cũng vừa đủ để lấy được cái skin của con Ash Pikachu. Thì đây là skin của Ash Pikachu kết hợp với cả Dokemon ở bên game Digimon. Thì năm sau bản tiếng Anh và bản Đài là sẽ có sự kiện lấy cái skin con này. Là hết 16 nhiệm vụ. Xem cái rune này nó có son không. Son. Với ai mà lỡ không lấy được skin của năm nay ấy, thì năm sau nó sẽ mở bán lại cái skin của nó với giá 3.880 kim cương. Lúc đó các bạn cũng có thể mua lại được. Ngay cả skin của con Gardevoir cũng vậy, 3.880. Ash Pikachu của mình đang được có 8 sao. Cái mũ này thì lấy ở cái sự kiện 1 năm sinh nhật game chắc sắp tới có. Đây là cái mũ dành cho Pikachu Ash, tăng thêm tỷ lệ gây tê liệt lên 5%. Thì đây là skin mới của nó, cộng 2% SP attack và 1% tỷ lệ khống chế. Pikachu diệt thần bây giờ chuyển thành chiến binh rồi. Ở đây các bạn thấy là con Zapdos của mình level cao thì đã khiến cho con Ash Pikachu của mình có thể đầy nộ ngay từ đầu lượt. Với Ash Pikachu này của mình đang 8 sao thì 8 sao khi mà nó đầy nộ nó sẽ tạo ngay cái khiên phản đòn của nó khi mà nó đầy nộ. Đòn đánh của nó thì nó sẽ đánh đơn mục tiêu nhưng mà nó sẽ lan sang đến 3 mục tiêu khác. Như các bạn thấy là đánh lên 4 con luôn. Và khiên phản đòn của nó thì nó giúp cho nó phản đòn lại bằng skill 1. Pikachu bây giờ chuyển sang cầm kiếm và thương để đánh nhau rồi, chứ không phải giật điện nữa rồi. Thế là kết thúc một mùa test để lấy một cái skin của một con S. Thêm nữa là mình đã vừa tậu được cái skin của con Mega Rayquaza. Skin này thì nó sẽ cộng 5% song công và 5% tỷ lệ bạo kích. Hiện tại tỷ lệ bạo kích của mình đang là 71,76%. Khá là ổn. Thì mục tiêu của mình trong game này là sẽ đủ cả một team 6 con SS. Do đó những con 4 sao này dần dần nó cũng sẽ được thay đi thôi để dành cho những con SS. Tất cả đều 11 sao. Thì lúc đấy mình đỡ phải nâng sao mấy con S cộng 11 sao. Dồn lại như thế này tức nghĩa là về sau mình sẽ có 6 con SS, mỗi con 1 triệu lực chiến là đủ lên hơn 6 triệu lực chiến là vừa. Skin này máy móc, hy vọng sắp tới sẽ có skin máy móc tiếp của con Raimon Gaudon và thêm con Kyogre nữa thì mình lại cố gắng kiếm tiếp vậy. Hiện tại team mình cũng đang muốn nuôi thêm nhiều con lắm. Ví dụ như con này, bây giờ mình có thể nâng lên được. Vàng cộng 5 này. Nâng lên đỏ được. Thế là được một con đỏ rồi này. Mình nuôi cũng khá là nhiều con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 con đỏ rồi. Celebi sắp tới cũng nâng tiếp lên này. Lên được vàng cộng 3. Thực ra khi chơi các bạn cũng thể thấy đó là khi lấy được một con rồi đến lượt bit sau con khác nó mạnh xong lại vấn đề đó là nên bỏ con nào để lấy con nào, cho nên mình cũng khá là tiếc. Hiện tại Meloetta mình vẫn chưa muốn bỏ nó cho nên mình vẫn giữ nó đến tận bây giờ. Nó là một con khá là tốt
Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì cũng chưa thể hiện được nhiều khả năng nữa. Sắp tới có con Masadao, một hệ giác đấu, nhỡ đâu lại hỗ trợ cho con Meloetta này chẳng hạn. Zygarde của mình đang 4 sao, đang nuôi lên khá là cao nhưng mà mình cũng không sử dụng ở trong team chính được. Tại vì 4 sao của nó với cả cái thời điểm hiện tại bên team mình nó khá là chán. Chỉ ở server mới thì nó mới có thể thể hiện được tài năng của nó thôi, còn nếu 8 sao thì mình sử dụng ngay. Có nhiều con mình muốn nuôi lại nhưng mà nguyên liệu không thể đủ để nuôi được, cho nên đây là những con mà mình đang nâng tặng. Trong đó thì có cả, rất tiếc là con Palkia với cả Zekrom 8 sao mình cũng đang bỏ ra ngoài, khá là đáng tiếc, cả Hupa nữa. Tại thì mình cũng đã lên được 4 triệu rưỡi lực chiến rồi. Sắp tới tháng cuối tháng 3 này sẽ có con SS tiếp theo. Thì lúc đó mình sẽ thêm được 500.000 lực chiến nữa. Tại vì mỗi con SS mình sẽ nuôi nó lên được 1 triệu. Mà bây giờ cứ cộng thêm với cả tầm 500.000 lực chiến nữa thì kiểu gì mình cũng lên được 5 triệu ở cuối tháng 3 tới. Đây mục tiêu tiếp theo. Và khi đủ 6 con SS ở đây thì mỗi con 1 triệu là đủ 6 triệu lực chiến. Thế là đẹp. Và bắt đầu lại từ từ nâng tiếp. Thì đối với mình chơi mấy con SS bây giờ nó sẽ đi lâu dài hơn so với những S cộng mà mình đã từng nâng sao mà cảm thấy nó khá là lãng phí. Hiện tại bây giờ nếu mà muốn nâng sao mình cũng đang rất muốn lên được con, một là con ba con này Sơn Nia 8 sao đó thì nó sẽ giúp cho team khoảng 2 lượt đầu cực kỳ chắc chắn và khó có thể chết được. Với Celebi cũng vậy, đây là hai bộ đôi có thể giúp team cực kỳ chắc. Jeremy thì nó sẽ tạo kháng tử nếu mà khi 8 sao cho cả team được. Như các bạn thấy là con Brimer Gaudon mà có 2 lượt sự sống thì càng càng thấy nó khá là khó chịu. Còn với Ziachi hồi máu giải khống chế tăng tăng giảm thương tăng buff tăng đam các kiểu, 8 sao thì nó sẽ lợi hơn khá là nhiều so với dưới 8 sao. Thì có thể nói đây là bộ ba giúp cho team cực kỳ tốt và các bạn nên hướng tới. Kyurem vừa mới được chỉnh sửa skill hỗ trợ thêm cho hệ nước nữa. Meloetta thì vừa được sửa một xíu skill, chưa biết là sửa tiếp không. Mình đang chờ con Zekrom một đợt tới này, nó đã sẽ được chỉnh sửa skill. Tại vì con Kyurem và con Reshiram được chỉnh sửa rồi. Cả Hupa nữa, Hupa cũng chưa được. Đây là Hunting Zone, về sau các bạn có thể đánh để kiếm điểm đổi lấy chip và cái điểm để mua trong này mảnh Ash Pikachu và mảnh Darkrai chip vàng. À, ngày trước mình sợ lắm nhưng mà bây giờ thì nó dễ rồi. Bây giờ thì cứ một quẹt đi một hàng rồi. Mình khá là thích theo kiểu mà cái skin dạng máy móc kiểu như này. Hy vọng sắp tới Brimer Gaudon có cái skin dạng máy móc kiểu thế. End thôi. Nếu bạn có Mega Rayquaza, hiện tại bản tiếng Đài và bản tiếng Anh, thì các bạn sẽ đi mấy cái ải như này sẽ rất là dễ. Đây là skin mới của con Mega Rayquaza này. Skin Single Gear. Victini có đặc điểm là cứ khi mà bất kỳ địch nào chết thì nó sẽ ra skill 1 đánh ngay lập tức lên địch.